Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Kỳ thi vào lớp 10 năm tới có thể gồm toán, văn và một môn được bốc thăm ngẫu nhiên theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lấy ý kiến của các sở, nhà trường cho dự thảo thông tư về quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông mới. Trong đó, với tuyển sinh vào lớp 10, Bộ đưa ra hai phương án, xét tuyển hoặc thi tuyển. Nếu xét tuyển, các địa phương căn cứ vào học bạ trung học cơ sở. Trường hợp thi tuyển, kỳ thi diễn ra với 3 môn, gồm toán, văn và một môn được bốc thăm ngẫu nhiên, thuộc chương trình mới. Môn này được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Những học sinh thi trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyển tương ứng. Hiện tại, ở bậc trung học cơ sở, học sinh học 10 môn bắt buộc, gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, giáo dục công dân, khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, công nghệ, tin học, giáo dục thể chất, nghệ thuật. Về thời gian làm bài, môn thi diễn ra trong 90 phút, ngữ văn 120 phút, môn còn lại không quá 90 phút, môn chuyên 150 phút. Các tỉnh thành chủ động ra đề thi, có thể tự luận hay trắc nghiệm hoặc kết hợp cả hai. Nội dung đề thi thuộc chương trình trung học cơ sở, chủ yếu lớp 9, riêng môn chuyên phải đảm bảo chọn được học sinh có năng khiếu về môn đó. Ở khâu chấm thi, Bộ đề xuất tổ chức chấm chung ít nhất 10 bài tự luận, sau đó là 2 vòng chấm độc lập. Với môn trắc nghiệm, bài thi được chấm bằng máy. Năm 2025 là năm đầu tiên kỳ thi lớp 10 được tổ chức theo chương trình giáo dục phổ thông mới, chương trình 2018. So với chương trình cũ, nhiều môn được dạy tích hợp như lịch sử, địa lý và khoa học tự nhiên, gồm vật lý, hóa học, sinh học. Vì vậy, định hướng đề, nội dung và số lượng môn thi được nhiều phụ huynh và thí sinh quan tâm. Hiện việc tuyển sinh vào lớp 10 công lập do các địa phương chủ động về thời gian, cách tuyển. Bộ chỉ quy định các trường hợp được tuyển thẳng, ưu tiên và một số loại giấy tờ. Quảng Nam là địa phương đầu tiên công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm tới, kết hợp điểm thi toán, văn, Anh với học bạ 4 năm trung học cơ sở. Trong khi đó, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hải Phòng công bố đề thi minh họa theo chương trình mới để thầy cô và học sinh có định hướng ôn tập. Nhiều nhà giáo cho rằng bốc thăm môn thi thứ 3 vào lớp 10 mang tính may rủi, tạo áp lực, song cũng có người đồng tình vì điều này giúp tránh tình trạng học lệch. Theo phương án thi lớp 10 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, kỳ thi sẽ diễn ra với 3 môn gồm toán, văn và một môn được bốc thăm ngẫu nhiên thuộc chương trình mới. Môn này được công bố trước ngày 31 tháng 3 hàng năm. Bất ngờ và có phần khó tin là phản ứng của hiệu trưởng một trường trung học phổ thông ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ông nói rất muốn biết căn cứ để Bộ đưa ra đề xuất bốc thăm môn thi vì cho rằng thi cử không nên để yếu tố may rủi can thiệp. Tôi không đồng ý với phương án thi này, ông nói. Ngoài ra, công bố môn thi thứ 3 vào cuối tháng 3 hàng năm là quá muộn. Nếu Bộ lo lắng việc biết trước các môn thi khiến cho nhà trường, học sinh dạy và học lệch thì chúng ta đang tự đánh giá công tác quản lý của mình là yếu kém, ông nói. Bởi việc kiểm tra, đánh giá, giám sát từ nhà trường và cơ quan quản lý có thể ngăn chặn tình trạng học lệch, không nhất thiết phải công bố môn thi muộn. Chẳng hạn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương lâu nay vẫn ấn định thi 3 môn toán, văn, ngoại ngữ vào lớp 10. Song đều trong top 10 đến 20 cao nhất của cả nước về điểm trung bình thi tốt nghiệp. Đồng tình, một hiệu trưởng trường cho cơ sở ở quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh nói không nên tạo thêm áp lực không cần thiết cho học sinh. Ông nhìn nhận tuyển sinh vào lớp 10 là kỳ thi có chọn lọc nên việc ôn luyện là tất yếu dù môn thi được công bố lúc nào. Nhưng nếu công bố muộn, áp lực tăng lên, sinh ra hệ quả tiêu cực. Khi biết tin, nhiều phụ huynh, giáo viên nhắn tin và rất hoang mang, ông kể. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam cũng băn khoăn về thời điểm công bố môn thi thứ 3 có thể khiến cho học sinh và phụ huynh lo lắng. Trong khi đó, kỳ thi thường căng thẳng, nhất là ở những địa phương có khoảng 100.000 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở mỗi năm như thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai hiệu trưởng tại Thành phố Hồ Chí Minh đều kiến nghị kỳ thi lớp 10 nên để địa phương tiếp tục chủ động như hiện nay, từ phương thức đến số lượng môn thi, cấu trúc đề thi. Nếu thi 3 môn, cả hai nhận thấy văn, toán, tiếng Anh là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
nên cố định thi văn, toán, ngoại ngữ cũng là sự lựa chọn của hơn 22.100 độc giả trên VN Express, chiếm 88% trên hơn 25.000 ý kiến, và số người đồng tình với phương án thi do Bộ đề xuất chỉ gần 2.400, tức là tương đương với 10%. Đề thi minh họa vào lớp 10 đòi hỏi yếu tố tư duy, vận dụng cao hơn những năm trước theo nhiều giáo viên. Tại Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương thứ hai sau Hà Nội công bố đề thi minh họa thi vào lớp 10 công lập kể từ năm 2025. Nhiều giáo viên đánh giá cấu trúc đề toán, văn, tiếng Anh đều điều chỉnh so với những năm trước, thêm một số nội dung mới nhưng không gây sốc. Cụ thể, đề thi môn toán 7 bài giảm 1, song có thêm nội dung về xác suất thống kê. Lý giải, một giáo viên của trường trung học cơ sở Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh cho biết, trong chương trình mới, học sinh được tiếp xúc với toán xác suất thống kê ngay từ lớp 6, tăng độ khó dần dần cho đến lớp 9, do đó, bài toán dạng này sẽ không làm học sinh bất ngờ. Đề thi đòi hỏi học sinh phải biết tư duy, vận dụng thực tế. Nếu chỉ học toán theo công thức rồi giải bài mẫu thì khó giải quyết vấn đề. Phần toán thực tế được giữ ổn định với 3 bài. Giáo viên cho rằng, tổ ra đề thi nên chọn những bài gần gũi và đặt câu hỏi rõ nghĩa và dễ hiểu với học sinh. Lâu nay, học sinh gặp khó ở khâu đọc hiểu và tư duy các bài toán thực tế. Các em không hiểu tình huống thực tế nên không thể chuyển thông tin trong đề thành dạng phương trình toán học. Còn với môn văn, một giáo viên của trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1 đánh giá cấu trúc đề và cách hỏi hợp lý. 3 phần đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học trong đề những năm trước đã được gộp lại, còn 2 phần nhưng nội dung kiến thức tương đương. Điểm của phần đọc hiểu được dành 50% cho văn bản văn học, còn lại là các loại văn bản khác. Phần nghị luận văn học chiếm 20% điểm số với yêu cầu viết một đoạn văn khoảng 200 chữ. Theo các giáo viên, điều này cho thấy sự cân nhắc của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thiết kế cấu trúc đề thi. Với môn văn, học sinh được dạy rất nhiều vấn đề, không riêng nghị luận văn học. Trong khi đó, bài nghị luận văn học ít nhiều đòi hỏi học sinh có năng khiếu cũng như sự trải nghiệm. Nếu phần này chiếm tỷ trọng quá cao, đề thi không đảm bảo định hướng dạy học để phát triển phẩm chất và năng lực. 19 trường công chất lượng cao, tự chủ tài chính, được thu học phí từ 1,8 đến 6,1 triệu đồng mỗi tháng, tăng từ 8 đến 10% ở một số trường và bậc học. Nội dung này được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua sáng ngày 4 tháng 10. Nhóm công lập tự chủ tài chính, tự chi lương, chi phí hành chính, gồm 2 trường và mầm non Linh Đàm, Trung học Phổ thông Hoàng Cầu, nhóm chất lượng cao gồm 17 trường. Mức học phí thấp nhất là 1,81 triệu đồng một tháng, áp dụng với khối 10 và 11 trường Hoàng Cầu. Khối 12 thu 1,97 triệu đồng. So với năm ngoái, học phí của trường tăng 8%. Những trường còn lại đều thu học phí trên 2 triệu đồng, trong đó Trung học Phổ thông Phan Huy Chú, Đống Đa cao nhất với 6,1 triệu đồng. Mức này tương đương với năm học trước, song đã giảm 10% so với kế hoạch dự kiến hồi tháng 7. Những trường có học phí từ 5 triệu đồng mỗi tháng trở lên áp dụng với một số nhóm lớp là mầm non đô thị Sài Đồng, mầm non 20 tháng 10, mầm non đô thị Việt Hưng, tiểu học đô thị Sài Đồng. Mức tăng học phí của các trường không đều nhau. Hai trường trung học cơ sở Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, khối 5 của tiểu học Tràng An, lớp mẫu giáo của trường mầm non B tăng khoảng 10% với năm ngoái. Khi học trực tuyến, các trường thu 75% học phí theo mức nói trên. Nếu học trực tiếp và trực tuyến trong cùng tháng, hình thức học nào trên 14 ngày thì thu học phí theo hình thức đó. Hà Nội hiện có 17 trường công chất lượng cao. Những trường này gần như phải tự chủ chi thường xuyên, lương, sửa chữa cơ sở vật chất, được tuyển trái tuyến, có thể thi tuyển. Sĩ số lớp đạt chuẩn là 35 đến 45 học sinh tùy bậc học. Trong khi đó, học phí với trường công bình thường là từ 19.000 đến 217.000 đồng, duy trì từ năm 2021 đến nay. Thành phố chưa dự thảo học phí năm học mới.